Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em nhé. Đấy, đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một số những cái món sản phẩm bên em về những đồ dùng kim khí này, đồ dùng nhà bếp các bác nhé. Đấy, và những đây là những cái đồ gia dụng thông minh. Đấy, những cái đồ quan trọng, đồ thiết yếu các bác nhé. Thì đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu băng dính điện bãi Nhật nhé. Băng dính điện này. Mẫu này thì nó là hàng bãi, hàng cân ký nên là các bác vui lòng không chọn màu. Đấy, nó có đa dạng các kích thước. Đấy, nói chung là hầu như là cũng là toàn những cái to thôi. Hầu như là những toàn những cái to, cũng có cái bé nhưng nó rất là ít. Đấy, toàn những cái băng dính mà nói chung là vừa tầm với cái băng dính như Việt Nam mình thôi. Đấy, một mẫu băng dính này thì nó này, hàng này cũng rất là dẻo dai. Một mẫu băng dính này thì bên em Dân đang bán với giá là 80.000 đồng 1 kg. 80.000 đồng 1 kg có nhé. Đây. Đấy. Rất là dẻo dai và chắc chắn. Rất là dẻo dai và chắc chắn nhé các bác nhé. Đây, rất là dai này. Đấy. Dai nhưng không phải là dai không dính nhé, mà dai rất là dẻo nhé. Đấy, dai này, dai xịn. Đấy. Hàng này là hàng của thương hiệu của bãi Nhật. 80.000 đồng 1 kg các bác nhé. Đấy, các bác vui lòng giúp em là không chọn màu sắc. Không chọn màu sắc nhé. Đấy, nó rất là đa dạng màu sắc nên là cũng không chọn màu và không chọn kích thước, hầu như em sẽ nhặt alo xô cho chúng ta thôi. Đây, rất là dẻo dai này. Đấy, rất là dẻo dai các bác nhé, băng dính. Đấy, rất là dẻo dai luôn cho chúng ta này. Đấy, rất là dẻo dai chắc chắn, băng dính này chống băng dính cách điện, cách điện cho chúng ta. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu dây điện đúc. Một cái mẫu dây điện đúc này. Đây thì là đúc này, đúc này, đúc này, đúc này, đúc này. Đấy, chống va đập luôn coi nhé. Dây điện đúc chống va đập luôn. Cái mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là một sợi này thì bên em Dân đang bán với giá là 5m thì bên em đang bán với giá là 200, 10m là 300, 15m là 400, 20m là 500 và 30m là 650.000. Đấy, dây điện này thì đúc liền khối luôn đây. Dây thì dây 2.5 coi nhé. Dây 2.5 đúc liền khối luôn. Đấy, dây điện đúc hai đấy, kích thước em vừa mới đọc giá rồi nhé các nhé, dây 2.5. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một số những cái mẫu đây bơm điện, bơm điện và đồ những cái đồ dùng vật muỗi này. Đấy, sạc ắc quy. Đấy, thì đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu bơm 2T bơm dẫn chân các nhé. Bơm 2T bơm dẫn chân này. Đấy, rất là xịn xò luôn. Cái mẫu này thì chúng ta dẫn bằng sức người. Đấy, bơm của nó là bơm 2T. Đấy, em có cả bơm điện luôn nhưng mà bơm điện tí nữa em sẽ giới thiệu sau. Đấy, dây bơm của nó đây có nhé. Này, và dẫn. Rất là êm ái luôn nhé. Đấy, mẫu bơm này thì bên em Dân đang bán với giá là cái mẫu bơm này bên em Dân đang bán với giá là 300.000 đồng một cái nhé. 300.000 đồng một cái bơm 2T này, bơm 2T bơm dẫn chân này. Đấy, thương hiệu của Tozama Made in Japan. Hàng này hàng của Nhật các bác nhé. Đấy, có cái này thì chúng ta ở nhà mà xe mà non hơi các thứ thì xe đạp cho các cháu đi học hoặc là xe ô tô con. Đấy, thì các thứ thì rất là tiện lợi. Những lúc mà đang đi trên đường mà nó bị xì hơi thì chúng ta có thể dùng khẩn cấp, rất là ok luôn. Đấy, 300.000 đồng các bác nhé. 300.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bơm điện nhé. Bơm điện này. Đấy. Chúng ta cắm điện vào chúng ta sử dụng. Đấy, cắm điện vào. Sử dụng con này là sử dụng điện là điện 220V thôi nhé. Sử dụng điện 220V luôn cho chúng ta. Đây em sẽ cắm thử vào cho các bác để cho thực tế. Thực tế luôn thôi nhé. Này. Và chúng ta bật lên này. Cắm cái này. Đấy, và chúng ta bật lên. Rồi cắm cái nào đây? Đây. Bật bơm thử. Đấy, nó là bơm bằng điện nhé các nhé. Nó là sử dụng điện 220V. Con này sử dụng điện 220V các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Đấy. À, cứ lắp vào là cắm điện vào và là bơm thôi. Đấy, cắm điện vào xong là chúng ta xoáy vào những cái thiết bị như kiểu là bánh xe các thứ đấy.
Đấy, chặt tay vào là bơm. Bơm điện. Đấy, mẫu này thì bên em dân đang bán với giá là 500 500.000 đồng một con nhé, 500.000 đồng một cái bơm này. Đấy, 500.000 đồng một cái bơm. Bơm điện. Con này thì nó có thể maximum lên đến 10 kg. 10 kg hơi. Đấy. Con này thì nó bơm được dùng điện 220V này, 100 pít này, 15 đến 12 đến 15 phút. Đấy, 35 lít ml trên phút. Đấy, hàng này thì lưu ý giúp các bác lưu ý giúp em là đấy quên. Các bác lưu ý giúp em là con này là có mác là Made in China nhé. Đấy, lưu ý giúp em đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kích điện này. Kích điện này. Đấy, kích điện từ điện 200 từ bình ắc quy 12V lên điện 220V có nhé. Kích từ bình ắc quy 12 điện 212V lên điện 220V. Con này thì mất điện thì chúng ta không phải lo lắng đến lúc đến cái mức là mất điện là chúng ta không phải sợ nữa. Đây, chúng ta đấu vào cái này một lửa một nguội này. Đấy, cộng trừ này và hai cái chân của bình ắc quy này và chúng ta kẹp vào này. Đấy, thì ở điện áp nó sẽ lên đây. Chúng ta cắm ra điện lên đây là 220V. Đấy. Chúng ta có thể nếu mà không tin thì chúng ta có thể lấy đồng hồ chúng ta đo thử. Và con này thì bên em dân đang bán với giá là 550.000 đồng một con 500W này. Một con 500W này 550.000 đồng thôi nhé. Và một con 1.000W đây, một con 1.000W. Một con 1.000W đây thì bên em dân đang bán với giá là 650.000 đồng. Hai con đều có quạt tản nhiệt luôn nhé. Hai con đều có quạt tản nhiệt đấy và công tắc đây. Lưu ý giúp em con này là hàng của Made in China nhé. Đấy, hàng này là hàng xuất. Đấy. À, hàng nội địa chứ, hàng nội địa chung, quên xin lỗi. Đấy, con này hàng nội địa chung. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu sạc bình ắc quy nhé, một cái mẫu sạc bình ắc quy này. Đấy, con này thì đây em xin cắm điện vào thử cho các bác luôn là nó có thể sạc bình. Đấy, và nó là sạc bình và nó cũng có thể báo tự ngắt nhé, đấy, tự ngắt này. Đấy, cắm biến bằng điện tử này. Đấy, chỉnh chế độ này. Đấy, chế độ sạc cho bình ô tô này. Đấy, bình xe máy này, để nó báo cả nhiệt độ C này. Đấy, báo cả bao nhiêu vôn này, đầy tự ngắt này. Đấy, ví dụ như này không có điện nó ra đến dây rồi mà nó cảm biến ở đầu này là đã đủ điện hoặc là đã không có thiết bị hoặc là đã đầy điện thì nó sẽ tự ngắt cho chúng ta. Đấy. Nó có chức năng là sạc cho ô tô, sạc xe bình ắc quy, sạc cho xe máy. Và là cái này là chức năng này khử xung phát. Đấy, khử xung phát đấy, như kiểu nó làm lại bình cho chúng ta đấy, nó vệ sinh cho điện bình của trong bình chúng ta đấy. Và một con này thì bên em dân đang bán với giá là 360.000 đồng nhé, 360.000 đồng một con nạp ắc quy này, 360.000 đồng một con nạp ắc quy có nhé. Cảm ứng nhé, thiết bị này cảm ứng con này rất là thông minh luôn cho chúng ta nhé. Đấy, đảm bảo chúng ta sử dụng nó ưng ý ngay từ lần được sử dụng đầu tiên luôn các bác nhé. Đấy, sạc ắc quy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu đèn pha led nhé, đèn pha led này. Mẫu này thì chúng ta có thể sử dụng bằng sạc nhé. Đấy, chúng ta có thể sạc pin, dùng sạc pin để chúng ta sạc cái loại đèn này. Đấy, cắm điện vào và chúng ta sạc. Sản phẩm này thì bên em dân đang bán với giá là 220.000 đồng một cái, 220.000 đồng một cái sản phẩm đèn pha led này. Các bác đợi em một chút xíu. Đấy, em lấy sạc ra để em sạc cho chúng ta luôn này. Đấy, em lấy sạc vào em cắm thử cho chúng ta luôn để chúng ta thấy này. Đấy. Đây nhé các bác nhé. Đấy, chúng ta cắm sạc vào này. Đấy, cắm sạc vào thì cái đèn báo này nó sẽ mọc sang chuyển sang màu đỏ này. Đấy, con này thì sử dụng pin là pin 18650 ba cục. Đấy, pin 18650 ba cục các bác nhé. Đấy, nắp đậy chúng ta con này có chống nước bằng IP66. Đấy, bóng của nó là bóng 30W. Bóng của nó là bóng 30W có chống nước IP66 đây, vỏ hộp của nó đây các bác nhé. Đấy, vỏ hộp. Đấy. Rất là an toàn, yên tâm khi sử dụng. Đấy, bóng đèn này. Đấy, ba cục pin này. Đấy. Con này thì nó có thể chúng ta có thể thay đổi bằng cái tấm pin năng lượng mặt trời để chúng ta đấu vào vẫn được. Đấy, có thể dùng 30W này, sáng được 5 sử dụng được 50.000 giờ liên tục này.
Đấy, con này thì cắm điện từ 90V đến 240V để cắm sạc. Đấy, chống nước IP65. IP65. Đấy. 220.000 đồng các bác nhé. Con này bên Nam Dân đang bán với giá là 220.000 đồng một con đèn pha LED này. Đèn pha LED. Đấy, có cả chế độ cảnh báo này. Đấy, 220.000 đồng. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu vợt muỗi nhé. Một cái mẫu vợt muỗi này, đây chúng ta đây đang như này, em đang cắm sạc đây. Em đang cắm sạc để thử cho chúng ta luôn đây. Chúng ta bật lên. Đấy, nó cái này nó như chế độ đèn ngủ cho chúng ta luôn này. Đấy, chế độ đèn ngủ cho chúng ta luôn nhé. Đấy, tối thì chúng ta có thể làm như kiểu là đèn ngủ để chúng ta sử dụng. Và cái sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với giá là ấy, cái sản phẩm này bên em Dân đang bán với giá là 120.000 đồng một con vợt muỗi này. 120.000 đồng nhé các bác nhé. Đấy, rất là đẹp và xịn sò luôn. Đấy, nhỏ gọn và tinh tế. Đấy, vợt muỗi, vợt bắt muỗi, có cả đèn ngủ chúng ta luôn. Đấy, tối chúng ta cứ treo lên này. Đấy. À, chúng ta cứ để vào giá này. Đấy. Có con muỗi hay cái gì bay qua là nó sẽ ấy cho chúng ta luôn. Nó sẽ nổ luôn. Chúng ta không dùng nữa, chúng ta không thích nữa thì tắt đi. Đấy, tắt đi các nhé. Đấy, cái này là vướng sợi chỉ vào đây này. Đấy là nó cũng có thể phát hiện ra để nó có đánh lửa luôn này. Vợt bắt muỗi 120.000 đồng các nhé. 120.000 đồng một mẫu này. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu ô dù này. Đấy, miền Bắc thì gọi là ô, miền Nam thì gọi là dù. Đấy, mẫu này thì nó rất là thông minh. Đây em xin mở ra cho các bác xem. Đấy. Đây nhá. Đấy. Con này thì lúc khi chúng ta mở ra này, em để ra xa tí nhá các nhé. Đây. Đấy, mở ra như các bác đã nhìn thấy nhé, đúng không? Em không động tay vào cái trên nhé, mà cũng không có ai trên nhé. Ấn vào này. Đấy là nó sẽ tự gập dù. Đấy, nó rất hay cái đấy. Ấn vào là dù này sẽ tự dập. Đấy, sản phẩm rất là thông minh luôn. Đấy, đây là ô thông minh. Này, em làm lại nhé. Bật ra này. Bật ra là có nhé, bật ra để che này. Đấy. Thu vào này. Đấy, cũng là ấn nút thôi. Ấn nút là thu vào. Đấy, và chúng ta gập lại. Đấy, các bác có thấy là thông minh không? Đấy, đồ của em, cái đồ này gọi là đồ gia dụng thông minh, có hợp lý không các bác? Đấy. Thì các bác đặt hàng liên hệ với em Dân qua số hotline của em là 0982 834004 thôi nhé. Đây là số hotline bên em này. Đấy. Số hotline của em này, em Dân Trịnh này, đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé các bác nhé. Đấy, em Dân Trịnh đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam, rất vui khi được phục vụ tới quý cô bác anh chị đấy, những cái dòng mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bấm bộ à, đèn đèn 5 cánh này. Một cái mẫu đèn 5 cánh thôi nhé. Đèn 5 cánh. Mẫu đèn 5 cánh này thì bên em Dân đang bán với giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng một mẫu đèn 5 cánh này. Đấy, mẫu này thì có 5 cánh cho chúng ta, rất là xịn sò luôn. Đèn rất là sáng nhé. Đây cũng không ấy gì đâu. Đây là thực tế này. Em cũng đang sử dụng này các bác này. Đấy, thực tế em vẫn cũng đang sử dụng chứ không phải là không đâu. Đấy, đèn 5 cánh rất là sáng các bác nhé. Nhìn thấy cái độ sáng của nó bên dưới này. Rất là sáng luôn. Đấy. Giá của nó là 130.000 đồng. 130.000 đồng một cái đèn 5 cánh. Đèn LED 5 cánh thôi nhé. Đấy, sử dụng rất là bền bỉ luôn. Đây trên kia nó ghi kìa. Các bác để ý kìa. Này, một cái bóng đèn này thì tiêu thụ bằng 2, 4, 5 quả. Đấy, và ngược lại. Đấy, một quả này có thể tiêu thụ bằng 5 quả kia nó tiêu thụ. À, 5 quả kia độ sáng với bằng nó. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu bấm móng tay này. Một cái mẫu bộ bấm móng tay này. Đấy, bộ bấm móng tay thương hiệu của nó là thương hiệu của Wheeling, hai hình người. Đấy, hàng này của Đức. Đấy, bộ một bộ của nó thì có 3 món. Một bộ của nó thì có 3 món các nhé. Một cái vát, một cái to, một cái bé. Đấy. Bên em đang bán với giá là 250.000 đồng một bộ nhé. 250.000 đồng một bộ này. Bộ này thì nó đây, chúng ta đậy nắp lại. Có giấy chứng nhận các thứ đàng hoàng này. Rất là xịn sò quá nhé. Thì nó có hai mẫu là màu trắng màu đen. Thực ra là các bác chọn màu cũng được thôi. Đấy, thế nhưng mà em lại phải bóc hết tất cả các hộp ra để tìm màu cho các bác. Đấy, tìm màu cho các bác. Tại vì em cũng hôm đấy cũng về cũng không để ý, vô tình thì em trộn hết cả hai loại với nhau. Nên bây giờ rất là cực. Nên là các bác vui lòng là em gửi cho các bác vui lòng không chọn màu giúp em nhé. Đấy, tại vì nó rất là vất vả khi bây giờ mà tìm từng cái một. Đấy,
cái màu sắc nó không đánh dấu ở ngoài, nó không ở ngoài vỏ này nó cũng không hiện cái thiền thị cái đánh dấu. Đấy. 250.000 đồng một hộp này các bác nhé, 250.000 đồng một hộp bấm móng tay cao cấp của thương hiệu Wheeling. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu tông đơ hớt tóc. Tông đơ hớt tóc có nhé. Đây, em đã tháo ra rồi, một bộ ra rồi, đây rồi. Đấy, thì một trong một cái bộ của nó thì nó gồm có này. Đấy, bốn cây cữ này. Bốn cây cữ nhé, bốn cây cữ này. Ừ. Một cái tông đơ này. Một cái sạc, cục sạc pin này. Đấy, một cái chổi và một cái lọ nước này. À, lọ dầu này. Đấy, và pin của nó là đây, trong em đã lắp trong này. Một quả pin 18650. Một quả pin 18650 thôi nhé. Một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 170.000 đồng. 170.000 đồng em xin lắp vào cho các bác xem này. 170.000 đồng nhé. Đây. Cạo lông tay này. Rất là ok các bác nhé. Nhẫn thín tay luôn này. Đấy, giới thiệu cái này đâm ra nhẫn thín ra tay lông tay luôn. Đấy, đã không có sẵn rồi thì đã nhẫn thín luôn lông tay. Đấy, cạo rất là xịn sò luôn. Đấy, tính kêu cũng rất là êm ru, chúng ta cắt tóc rất là thoải mái luôn, rất là khỏe. Hết pin thì chúng ta tháo ra chúng ta thay, hết pin chúng ta tháo ra chúng ta thay. Đấy, pin 170.000 đồng thôi nhé. Đây, em xin giới thiệu về sản phẩm của nó đây. Thương hiệu là Vitagea T9. Máy hớt tóc này. Thông số nó đây coi nhé. Đấy, hàng thực tế luôn, người thật vật thật luôn nhé. Đấy, chứ cũng không phải có cái gì gọi là gì cả. Vitagea T9. Máy hớt tóc. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu máy cạo râu nhé. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic này. Một con này thì bên em Dân đang bán với giá là 400.000 đồng. Máy rất là nhỏ gọn, sử dụng bằng pin con thỏ. Sử dụng pin con thỏ nhé, hai cục pin con thỏ. Đấy. Và chúng ta lắp vào luôn. Đấy. Thương hiệu của Panasonic. Mã của nó là EIS650P. EIS650P nhé. 400.000 đồng một cái mẫu máy cạo râu của Panasonic này các bác nhé. 400.000 đồng. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác một cái sản phẩm máy cạo râu của thương hiệu 4D Server nhé. 4D Server này. Con này thì là cạo râu bác nào có râu quai nón cũng ok nhé. Râu quai nón rất là ok luôn. Đây. Đây là cái massage mặt này trong bộ của nó này. Rất là khỏe, như em giữ này mà nó vẫn chạy được. Đấy. Xong rồi một cái ba chức năng, ba lưỡi này. Một cái tông đơ mini này. Cái tông đơ này thì không thể khỏe bằng cái tông đơ kia được. Đấy. Nhưng cũng rất là ok các nhé. Đấy, cũng tỉa những râu tỉa các thứ thì rất là ok. Đấy. Và một cái tỉa lông mũi. Đâu rồi? Một cái tỉa lông mũi nữa các nhé. Và một cái tỉa lông mũi. Đấy. Lắp vào. Đấy, và chúng ta tỉa lông mũi. Rất là ok. Đấy. Một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 300.000 đồng nhé. 300.000 một đồng một con thương hiệu 4D Server này. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kéo cắt tóc nhé. Một cái bộ kéo cắt tóc. Đấy, bộ kéo cắt tóc này thì bên em Dân đang bán với giá là 200.000 đồng một bộ này. Một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 200.000 đồng nhé. Đấy. Một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 200.000. Một bộ kéo cắt tỉa. Nó có một con kéo cắt này. Đấy, một con kéo cắt và một con kéo tỉa. Đấy, con vào xong em cầm là kéo tỉa, còn con này là kéo cắt này. Đấy, chúng ta cắt tỉa những cái đấy. Hàng rất là xịn sò luôn. Hàng này rất là xịn sò nhé. Kéo cắt và kéo tỉa. 200.000 đồng một bộ này nhé. 200.000 đồng một bộ kéo cắt tóc, cắt tỉa tóc. Đấy.
Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kho ga mini. Đấy, lắp cho bình ga mini có. Cái loại này chúng ta lắp từ những loại bình ga mini này. Bên em đang bán với giá là 150.000 đồng nhé. 150.000 đồng một cái mẫu kho ga mini này. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác một cái mẫu đốc sạc pin 18650 nhé. Này. Mẫu đốc sạc. Đấy, mẫu đốc sạc này thì có hai bên sạc thôi. Đấy, sạc được cả hai viên. Em xin lắp thử một viên vào đây nhé. Lấy cái viên ở kia ấy lắp thử một viên vào đây. Đấy, lắp thử đây. Đây. Sạc cho pin một pin 8650, một con cũng được nhé các bác nhé. Một viên cũng được mà chúng ta sạc một phát hai viên cũng được. Đấy. Đây chúng ta lắp vào thì nó sẽ tự sáng và chúng ta cắm điện vào. Rồi lôi ra chúng ta cắm điện vào. Đấy. Một cái mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 90.000 đồng một cái. 90.000 đồng một cái đốc sạc. 90.000 đồng một cái đốc sạc này. Đấy, rất là nhỏ gọn và tiện lợi nhé. Rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn cho chúng ta. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu cho quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em nhé. Đấy, dao và bộ dao bên em vẫn còn này. Đấy, các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của em nhé. Là đây, số hotline của em là 0982 834004 các bác nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam. Đấy, rất vui khi được phục vụ tới quý cô bác anh chị những dòng sản phẩm, những cái mẫu sản phẩm tốt và chất lượng. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.